Xin chào mừng toàn thể mọi người đã quay trở lại với kênh Nghề Giải Trí TV, và mình là Vương Minh Quang. Và ngày hôm nay thì lại một vị khách mời nữa là cô em gái đã hát với Vương Minh Quang từ lần trước. Và hôm nay thì cô em gái này sẽ quay trở lại với chúng ta. Và ngày hôm nay thì không biết là hai anh em hát bài gì, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với em gái Hương Huyền nhé. Vâng, xin chào toàn thể quý vị. Và ngày hôm nay thì tôi rất vui được gặp lại toàn thể quý vị để dành tặng tới quý vị một thể loại khác, một dòng nhạc khác mà hai anh em sẽ gửi tới toàn thể quý vị, một bài hát mang tựa đề Đừng Nói Xa Nhau. Đừng Nói Xa Nhau. Rồi, nhớ nha, nhớ là không được xa nhau nhé. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Đừng Nói Xa Nhau. Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ, vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường dáng dở, mình đã reo leo nghe chớp bể mưa nguồn. Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang, có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được người yêu. Thơ chẳng biết, chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Chắc được người yêu cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ chẳng biết, chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu,
với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã thưởng thức một nhạc phẩm Bolero được mang tên Đừng Nói Xa Nhau với phần thể hiện của Vương Minh Quang và Hương Huyền. Và rất mong quý vị ủng hộ cho kênh Nghề Giải Trí TV bằng cách là nhấn vào nút đăng ký và nút chuông để được thông báo những video sớm nhất của mình nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.